quay cho. Cái Thanh không ngoan gì hết rồi. Bắt đầu đi về. Đánh nhắm chợ giờ là. Mệt lắm quá đi. Cứ không pháp mình không có cho đi đâu cái gì nữa hết. Hôm nay mình đi đi. Người dân hoạt động như thế này đây, sẽ có những chiếc ghe thuyền nhỏ như thế này, người ta gọi là người dân tiểu thương. Người dân tiểu thương sẽ buôn bán mua cái hàng hóa từ ở chợ cái đăng của mình, sau đó họ chạy vào trong những con sông nhỏ, những con rạch nhỏ để người ta bán lại cho người dân xung quanh đó, hoặc là họ sẽ bố nối những khu chợ trên đường. Và khi anh chị nhìn vào từng chiếc ghe bầu của những người dân thương hộ đây, mình sẽ thấy họ neo đậu cố định chiếc ghe ở trên sông luôn. Bởi vì những người dân ở đây họ sẽ buôn bán ở trên chợ cái đăng của mình từ 15 đến 20 ngày trong một tháng. Sau khi họ bán hết tâm sản ở trên ghe thì họ mới chở về vườn họ lấy ngay. Họ quay về đây bán cho anh chị nha. 15-20 ngày một tháng, quanh năm tới khoảng như vậy. Và một năm những người dân thương hồ chỉ có 2 ngày nghỉ thôi anh chị nha. Một ngày là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đinh Ngọ. Một ngày là mùng 1 Tết à. Còn những ngày còn lại họ sẽ bán xuyên suốt ở trên sông nước như này luôn. Khi chị mình đi vòng trịnh cái đăng, mình thấy có những chiếc ghe tàu họ vừa không che quảng cáo mà vừa không che cây bẹo luôn. Thì những chiếc ghe đó là điển hình như chiếc ghe này đây. Thì khi đó anh chị nhìn vào cái đắp ghe, mình thấy trên cái đắp ghe có một cái cây. Cây này chính là cây khoai môn anh chị ha. Có nghĩa là những chiếc ghe này họ sẽ bán củ khoai môn. Họ sẽ không treo hàng vì sao ạ? Vì khi treo khoai môn lên ở bên ngoài, nếu có những sợi lông sẽ bay ra làm cho mình ngứa. Cho nên thay vì treo lên là ngứa ngay quá thì cái đầu họ hết trồng cây khoai môn ở trên mắt kem, cái này là mình biết họ bán của khoai môn ạ. À, khi mà anh chị mình nhìn vào từ chiếc ghe tàu, mình sẽ thấy nó có một cái biển số rất là khác nha. Mỗi tàu sẽ có một biển số riêng biệt và hai chữ cái trong cái biển số này chính là nơi mà họ đến đó anh chị. DT là Đồng Tháp, HG là Hậu Giang, KG là Kiên Giang, AG là An Giang, CT là Cần Thơ. Ở đây khu vực chợ cái đăng của mình chính là nơi tập trung buôn bán của người dân tứ xứ khắp các tỉnh của con mặt sông Cửu Long mình về buôn bán, chứ không phải là người dân Cần Thơ không ạ. Đây, phía đây là AG là An Giang Hà và anh chị trên chiếc ghe này họ bán củ sắt. Và khi anh chị mình nhìn vào từng chiếc ghe bẹo, từng chiếc ghe bẹo ở chiếc mũi ghe đó, mình thấy mỗi cây bẹo sẽ treo một loại nông sản khác nhau, và có cây bẹo họ treo một củ một quả thôi. Nhưng mà có cây bẹo họ sẽ treo nguyên một chùm hoặc là hai củ, bởi vì sao ạ? Khi mà họ treo một củ sắn, một cái dưa hấu, một củ khoai, có nghĩa là những chiếc ghe này bắt đầu họ sẽ bán lẻ. Lẻ nhất ở trong gần ở cái năm của mình đó sẽ là từ 10kg, 20kg một lần. Cho những chiếc ghe nào họ treo 2, 3, 4, 5 củ hoặc một chùm thì khi đó họ sẽ bán sỉ. Bán sỉ thì họ sẽ bán nguyên ghe nông sản hoặc là nửa ghe nông sản luôn. Vậy là chị dạo khu vực chợ cái đăng của mình là khu vực chợ sản xuất chị nha. Nhìn vị tốt của chiếc ghe tàu của chiếc ghe màu sẽ được chia làm 3 bộ phận: phần đầu ghe, phần thân ghe, phần đuôi ghe. Thì tại đầu ghe chị sẽ thấy người dân họ sẽ trồng cây cảnh ha, họ đốt ghe, họ thờ cúng ông bà tổ tiên giống như cái nhà trước mà người ta nghe. Thì là phần đầu ghe, rồi phần thân ghe họ xây cao lên, họ làm những cái con.